Còn bây giờ thì tôi sẽ sử dụng chiếc máy khoan ba chức năng K3N28 này, 800W, và dùng búa đục để đục cục bê tông này ra. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan búa đục Oshima K3CN26, là chiếc máy đến từ thương hiệu của Nhật Bản và đang được ưa chuộng hiện nay. Chiếc máy này thì được chuyên dụng dùng để khoan đục bê tông, gạch đá. Ngoài ra thì nó cũng phù hợp dùng để khoan gỗ, kim loại, xi măng hoặc nhựa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này. Bên ngoài của máy thì được trang bị thêm một hộp nhựa cao cấp rất là chắc chắn, giúp bảo vệ máy được an toàn hơn và thuận tiện trong việc di chuyển máy đến các vị trí khác nhau. Tôi sẽ khui thùng để xem bên trong có những phụ kiện gì. Và đây là bên trong thùng máy của chúng ta. Bên trong thùng máy khi lấy ra thì chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng. Đây là hai búa đục của máy đi kèm, còn có 3 mũi khoan bê tông. Đây là thước đo độ sâu của máy. Tiếp thì nhà sản xuất sẽ cho chúng ta hai chổi than để thay thế khi bị hư. Cuối cùng là thân máy khoan đục K3CN26. Đây là thân máy của chúng ta, thiết kế rất là bắt mắt và chắc chắn. Bên ngoài thì được làm từ bằng nhựa cao cấp, cách điện tốt hơn, an toàn cho người sử dụng. Và đây là tay cầm phụ của chúng ta. Tay cầm phụ thì các bạn có thể di chuyển đến những vị trí khác nhau phù hợp với mục đích làm việc của các bạn. Chiếc máy này thì có trọng lượng rất là nhẹ, khoảng 2,7 kg, nên các bạn có thể dễ dàng cầm và thao tác. Công suất của máy là 800W, tốc độ vòng quay là từ 0 đến 1.100 vòng trên phút. Tốc độ đục là từ 0 đến 4.000 lần trên 1 phút. Máy có thể khoan gỗ có đường kính là 30 cm, khoan bê tông có đường kính là 26 cm, và khoan kim loại có đường kính đến 13 cm. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp mũi khoan vào trong thân máy. Tôi sẽ thử một mũi khoan bê tông. Đây là mũi khoan bê tông của chúng ta. Khi các bạn lắp thì các bạn chỉ cần ấn mạnh xuống thì mũi khoan sẽ vào khớp rất là chắc. Và khi các bạn tháo ra thì các bạn sẽ ấn khóa gài xuống và kéo mũi khoan ra. Và bây giờ tôi sẽ thử mũi đục. Và đây là chiếc mũi đục tròn. Trên thân máy thì đây là công tắc để chuyển chế độ. Máy có 3 chế độ là khoan, khoan đục và búa. Khi các bạn cần chuyển chế độ thì các bạn chỉ cần xoay núm vặn này đến các chế độ khác nhau. Đằng sau của máy thì đây là thiết kế cò bấm máy, rất là dễ dàng. Phía bên trên này là xoay chiều, công tắc để xoay chiều. Các bạn có thể chuyển từ thuận kim đồng hồ và chuyển sang ngược kim đồng hồ.
Bây giờ thì tôi sẽ cắm điện để thử chiếc máy này. Chúng ta cùng thử với mũi khoan búa đi. Đầu tiên là chế độ khoan. Máy hoạt động rất là mạnh mẽ. Chúng ta hãy chuyển qua chế độ khoan đục. Chuyển qua chế độ khoan đục thì tiếng kêu của máy sẽ khác. Và chuyển qua chế độ búa. Khi chuyển qua chế độ búa, các bạn bấm cò không máy chạy thì đầu này sẽ đứng yên, nhưng mà khi các bạn đụng vào bề mặt của vật cần đục thì máy sẽ đục. Và đây là thước đo độ sâu, tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp vào trong thân máy. Khi các bạn lắp thước đo thì các bạn chỉ cần nhấn nút màu đỏ này xuống và đưa thước đo xuyên qua lỗ chỗ này. Tùy theo các bạn chỉnh độ khoan vào tường sâu hay là nông thì các bạn có thể điều chỉnh thước đo này. Vâng, và như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan đục bê tông Oshima K3CN26. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.